Ở đây mình test cái cầu nha các bạn. Đó. Rồi quan 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 giữ giữ cứng lại, giữ cứng cái cầu á. Giữ giữ trục ấy, cái trục ấy, cái trục ngoài bánh răng. Ok. Đây rồi. Cầm này nè. À. Ừ. Rồi, buông buông ở đây. Bắt đừng cầm này. Em giữ nha. Dạ. Đó. Thì thấy cái này là quay nha. Bánh răng vẫn đứng yên. Nó là cầu nó vậy đó. Bánh răng vẫn đứng yên nha, không quay nha. Bên trong nó có cái lát bên trong á. Thì ngược lại á, mình giữ đầu này cứng rồi quan quan nhích cái này tới lui. Đó. À, nó vẫn quay bình thường ha. Thì trục lắp là vậy đó, trục trục cầu visa là vậy nha. Tức là một bên đó nó sẽ có thể đứng yên được, còn bên kia quay. Đó. Ok, và khi mình quay cái này á thì cái kia nó quay xe nó sẽ quay ngược lại các bạn. Nha, mình quay nó sẽ ngược lại, nó đảo qua đảo lại. Gọi là cầu visa. Tại vì cái hình dáng nó hơi lạ lạ. Nha, cầu visa nha. Ok.